Family and Friends, Special Edition, Grade 5 Students. Review Unit 7 and Unit 8. At first, let's a look back on the vocabulary we have learned in Unit 7 and Unit 8. Unit 7. Go back to the traffic lights. Read a map. Read a map. Traffic lights. Traffic lights. Turn left. Turn left. Turn right. Turn right. Go straight. Go straight. Go back. Go back. Lost. Lost. Gas station. Gas station. Unit 8. The best bet. Break. Break. Repair. Repair. Comfortable. Comfortable. Soft. Soft. Hard. Hard. Ở trong hình, các em thấy em bé đang ngồi trên cái đệm gối. Và cái đệm gối có tính từ mô tả là soft. Soft. Cậu bé đang ngồi trên bức tường gạch. Và tính chất của bức tường gạch là hard. Hard. Cheap. Cheap. Expensive. Expensive. Ở đây chúng ta thấy có hai mẫu điện thoại di động. Một mẫu với tính từ mô tả là cheap, tức là rẻ tiền. Một mẫu được mô tả với tính từ là expensive. Expensive là đắt tiền. Chúng ta quan sát trên màn hình là những mẫu điện thoại đã được sử dụng từ rất nhiều năm trước với bàn phím bấm 9 nút và màn hình trắng đen so với những mẫu điện thoại bây giờ là những mẫu điện thoại thông minh. Nó mang tính chất modern. Modern nghĩa là hiện đại với nhiều tính năng khác nhau. Now, try to remember the vocabulary and play game with me. I have a treasure map. Now, look at the screen. Let's have a treasure hunt on a boat. Take out your paper and your pencil. Try to remember the vocabulary. Try to guess the meaning and write down the vocabulary you remember on your paper. Are you ready? At first, we will meet a big whale. After that, a lot of sharks in the ocean will meet us.
We traveled far away to meet a pirate boat. And then we will face a big snake. After answering the question, we will enter the island to meet the villager and ask them the way to the treasure. And you will see they show us the way through the forest to the treasure. Are you ready? Now, let's go. Hello, this is the first question you have to answer. What will you do when you see the red on the traffic lights? Write one word. Very easy. Write it on your paper. Hey, stop. Answer my question before you go. How are you when you don't know where you are and how to get to a place? Only one word. Write down on your paper. I will let you pass if you give me the answer for my question. Are you ready? You want to use something? But it's broken. So what will you do with it? Try to remember. Very easy. Write it on your paper. If you want to go to the village, you must give me the answer. It is the first time you travel to other country. What will you do to find a way to move? Very easy. In Unit 7, do you remember? Write it on the paper. Now, we have just finished some question. Now, we will go into the village to meet some villagers and ask them about the way to the forest to find out the treasure. Are you ready? Now, let's go. Sorry, could you tell me the way to the forest where we can find out the treasure? Okay, this is the question for you. Push your hand on the pillow. How do you feel? Tell me one adjective. Oh, very easy. Write it down on the paper right away. Go into the forest, then you will see a small house. Knock the door to meet the treasure owner. Good luck. Thank you very much. Now, let's go. Oh, this is the house the girl mentioned. Now, let's knock the door. Anybody home? Anybody home? Finally, you are here. Now, listen carefully to the last question. Tell me the adjectives when you buy something with low price and very high price. Oh, it's very easy. I think you can do it. That's right. Write them on your paper. Two adjectives. Now, let's check what you have done.
will you do when you see the red on the traffic lights? Yes, you must stop. How are you when you don't know where you are and how to get to a place? Of course, you are lost. You want to use something but it's broken? Yes, we will repair it. It is the first time you travel to other country. If you don't know the way to move, you have to read a map. Push your hand on the pillow. How do you feel? Certainly it's soft. Tell me the adjective when you buy something with low price and very high price. Cheap and expensive. If you have enough right answer, now let's take the treasure. Congratulations. You have right answer. Now, this is the treasure for you. Congratulations. Grammar review. Now look at this exercise. Write sentences with the correct form of have to. Ở bài này chúng ta sẽ ôn lại mẫu câu sử dụng với lại have to. Ở bên tay phải, người ta cho chúng ta một số thông tin gồm có chủ ngữ và các cụm động từ. Chúng ta sẽ sử dụng để đặt câu với have to. Các em đã sẵn sàng bài sửa chưa? Now, let's have correction with me. Number one. Jamie has to help Dad in the garden. Number two. Bob and Paul have to wash the car. Number three. Amy has to make lunch. Number four. You and I have to go shopping. Number five. I have to do my homework. Number six, you have to clean the kitchen. Change the instruction into the imperative. Chúng ta sẽ chuyển đổi các câu sau thành những câu mệnh lệnh. Chúng ta sẽ bỏ chủ ngữ và have to, chỉ giữ lại động từ chính viết hoa đầu câu. Các em sẵn sàng chưa? Are you ready? Now, let's have correction with me. Number one. Go straight on. Number two. To laugh at the roundabout. Number three. Go back to the city center. Number four. Turn right at the traffic lights. Number five. Go over the railway line. Number six. Go straight on at the roundabout. Match number 1 to number 8 with 8 to H. Chúng ta sẽ ôn lại mẫu câu hỏi why, lý do tại sao. Và câu trả lời là because. Các em lưu ý từ này có hai cách đọc. Một là because. Hai là because. Có nghĩa là bởi vì, giải thích cho người ta biết nguyên nhân. Chúng ta bắt đầu sửa bài nhé. Number 1. F. Why are you waiting here? Because I'm going to meet Alice here. 2. H. Why is Tara so tired today? Because she didn't sleep well last night. 3. G.
Why do you like books? Because I enjoy reading. 4. A. Why do you find exam easy? Because I study hard. 5. Why are you so happy? Because it's my birthday tomorrow. 6. Why is the museum closed? Because it's Wednesday. 7. Why do you eat pizza so often? Because it's my favorite food. 8. Why are we lost? Because you didn't bring a map. Check the correct sentences. Ở phần này chúng ta sẽ ôn lại phần so sánh ít hơn, so sánh nhiều hơn. So sánh ít hơn chúng ta dùng với less than. So sánh ít nhất chúng ta dùng với the least. So sánh nhiều hơn chúng ta dùng với lại more than hoặc là thêm er nếu chúng ta so sánh tính từ ngắn. More than chúng ta sẽ so sánh tính từ dài. Và the most chúng ta so sánh tính từ dài, so sánh nhất. Và tính từ the cộng tính từ cộng est chúng ta sẽ so sánh tính từ ngắn, so sánh nhất. Ở bài này chúng ta xem thật kỹ và chỉ có một câu đúng mà thôi nhé. Number 1, A or B? A. The modern chair is less comfortable than the old chair. Ở đây chúng ta thấy less than. Còn câu thứ hai, the least mà còn có than là sai cấu trúc. Các em lưu ý nhé. The least thì không có than. Number 2, A or B? The black bag is the most expensive bag. Chúng ta nhìn thấy ở trên more expensive nhưng không có than, không biết là hơn cái nào. Đằng sau thì có nói đến cái túi sách khác nhưng mà không có than. Chúng ta lưu ý ở đây. Vì vậy ở đây câu B là câu đúng, là chiếc túi đắt tiền nhất. Number 3. Your house is bigger than my house. Big là tính từ ngắn. Mình sẽ thêm er và so sánh hơn thì mình có than. Còn more thì nó dùng với tính từ dài, do đó câu 3A không có đúng. Number 4, A or B? That giraffe is the tallest one. À, chúng ta thấy rõ ràng giống như câu số 3. Tính từ tall là tính từ ngắn thì sẽ cộng với est chứ không có dùng với the most. Number 5. She's the least lazy person. Ở đây chúng ta thấy câu B, the less, là sai. Chỉ có mẫu câu less than thôi. Còn ít nhất thì là the least. Chúng ta nhớ. Complete the sentences. Ở bài này chúng ta sẽ ôn về hình thức so sánh hơn và so sánh nhất của tính từ good và bad. Em nào quên có thể mở video clip bài giảng lại ở lần trước thầy có giảng cho các em trước khi chúng ta bắt đầu ôn tập. Number 1. This bat is the best. 2. This movie is worse than that movie. 3. Your bike is the worst. 4. Those sneakers are the best. 5. My book is better than your book. 6. This comic is worse than yours. 7. That boy is the best. Phần bài ôn đến đây là kết thúc. Goodbye, see you next lesson.